Thưa quý vị và các bạn, tại xã Thạnh Mỹ thuộc huyện Vĩnh Thạnh, có một nông dân ở tuổi trung niên đã mạnh dạn nuôi thử nghiệm ốc bươu đen. Sau nhiều năm, nông dân này đã xây dựng được một trại ấp trứng ốc và vươn lên khấm khá. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về người nông dân này. Nhiều năm trước, cả gia đình anh Dương Thanh Tùng lớp nào đi mần thuê mần mướn và canh tác cả chục công ruộng mà vẫn chưa khá. Do đó, anh Tùng quyết định thử nghiệm nuôi ốc bươu đen để mong thoát khỏi khó khăn về kinh tế. Ở năm đầu tiên, mô hình thất bại do thu mua con giống trôi nổi nên tỷ lệ sinh sản thấp và chết nhiều. Không nản chí, anh vay mượn thêm gần cả 100 triệu đồng để làm lại bờ ao, mua lưới che chắn, ghe xuồng và nhập con giống có chất lượng. Hết năm thứ hai, gia đình anh thu về cả 100 triệu đồng từ tiền bán ốc thịt và ốc giống. Năm nay là nuôi ốc thịt, còn mấy năm trước thì hiện tại nuôi trứng với con giống không à. Bây giờ mới mình nhân rộng ra, mình nuôi ốc thịt mật độ cao. Lúc trước thì nuôi mật độ thấp, là mình nuôi ốc bố mẹ với nuôi để lấy trứng đó. Bây giờ là phân ra làm hai, nuôi một bên nuôi mật độ cao, mình bán ốc thịt. Trứng hiện tại bây giờ thì giá khoảng 250, còn qua Tết nằm 500 rưỡi. Còn con giống thì 3 tuần tuổi 150 đồng con. Cái này thì cứ tiền vô lai gai hàng ngày hoài vậy đó, mình chỉ tốn công thôi. Cái vốn thì bỏ ra rất ít, chỉ có đầu tư ban đầu với cái diện tích mình có sẵn đó là mình chỉ tốn công thôi. Sau 4 năm, anh Tùng đã phát triển với diện tích thả nuôi lên 1,3 hectare đất mặt ruộng và tự ươm tạo được con giống. Với giá thương lái thu mua tại trại từ 55 đến 65 ngàn đồng một ký, tùy thời điểm, và bán bình quân 6 ký trứng giống một ngày, gia đình anh Tùng đã có thu nhập ít nhất 300 triệu đồng trong năm qua. Hiện nhu cầu tiêu thụ ốc bươu đen là khá cao. Giá ở các chợ truyền thống từ 80 đến 120 ngàn đồng một ký. Do vậy, nhiều nông dân đang có hướng chuyển nuôi ốc bươu đen. Để giúp bà con cùng nuôi ốc hiệu quả, anh Tùng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cam kết bảo đảm về con giống. Giống thì mình bảo hành hết, giống khỏe đàng hoàng, thả là ok đàng hoàng. Quan trọng nhất là hướng dẫn kỹ thuật là con ốc con về dưỡng, cách thả là quan trọng nhất cái đó, với cái nguồn nước, với cái môi trường sống của nó nữa. Nó nhiều yếu tố, chứ đâu phải về cái có hầm về thả cái xuống đâu có được. Thức ăn của nó nhiều khi mình cho ăn cái loại mà nó không có tiêu được đó, có chất ga đó, ăn không hết rồi nó sình lên đó, rồi ăn nó sẽ chết, nó hư đường ruột. Mô hình nuôi ốc của ấp Long Thạnh đó, mô hình rất là hiệu quả, là phát triển kinh tế hộ gia đình là phát triển rất là khá. Mô hình này phải cần nhân rộng ở địa phương. Cái thứ nhất đó là ủy ban nhân xã sẽ hỗ trợ về người nông dân thực hiện đúng cái quy trình kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chính quyền xã Thạnh Mỹ cũng nhận thấy hiện nay diện tích canh tác của một số mô hình chưa đạt hiệu quả sinh lợi cao. Bên cạnh đó cũng có nhiều hộ dân dư đất trống quanh nhà có thể làm bể bạc để nuôi ốc. Do vậy, địa phương đang phối hợp với anh Tùng lập nên tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen để hỗ trợ những nông hộ chưa có công ăn việc làm ổn định. Về lâu dài, xã cũng đã hỗ trợ bà con liên kết với các thương lái thu mua để ổn định đầu ra cho ốc bươu đen.